Xin chào tất cả bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách chuyển đổi giao diện Facebook từ cái giao diện mới về giao diện cũ. Thì như video lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn đây, cách chuyển đổi Facebook từ cái giao diện mới sang giao diện cũ và ngược lại nha các bạn. Thì mình nói qua một chút, một số trình duyệt nó không cho chuyển về cái giao diện cũ. Thì các bạn có thể thấy này, ở bên cái mình đang dùng cái Firefox nha các bạn nhé. Ở đây nó không có cái giao diện chuyển về giao diện cũ đúng không? Nhưng mà phía bên cốc này, cốc thì có đúng không? Đây chuyển sang cái Facebook thông thường này. Tuy nhiên là bên Chrome hoặc là Firefox mà một số bạn không có cái chữ chuyển sang cái giao diện thông thường ấy, các bạn chuyển sang cái giao diện Classic. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển ở trên cái giao diện này nhé, chuyển về Facebook từ giao diện mới sang Facebook giao diện cũ nhé các bạn nhé. Rồi ok, ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn thấy ở trên Facebook mới là không có cái chuyển về giao diện cũ đúng không? Thì ở dưới video mình để một cái đường link các bạn nhé. Các bạn có thể copy hoặc là đây, bật cái một cái thẻ mới nha các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể vào cái ba dấu gạch ngang này, bấm vào tiện ích này, chúng ta gõ ở đây user này, Angente nhé. Xem nó có làm nha các bạn, switch này. Thì đây các bạn có một cái add-on đây nha các bạn nhé. Thì cái đường dẫn này mình để ở dưới ngay video, các bạn có thể kích vào thì tìm cho nhanh nha các bạn nhé. Ok, sau khi mở lên được giao diện như này, chúng ta bấm vào thêm vào Facebook, Firefox này, chúng ta bấm thêm nha các bạn nhé. Ngay lập tức ở phía trên này có một cái biểu tượng hình quả cầu các bạn này. Ok, đã hiểu nhá. Ok chưa? Các bạn thấy vẫn là đang là giao diện mới nha các bạn nhé. Rồi ở phía bên cùng, phía bên tay phải các bạn này có hình như quả cầu nhá. Chúng ta kích vào. Bởi vì là mình đang sử dụng cái Firefox đúng không? Chúng ta kích vào cái Firefox này. Ok chưa? Để nó mặc định nó chuyển về cái chạy cái trình duyệt Firefox nhá. Ở dưới video mình để cái đường dẫn này các bạn nhá. Hoặc là các bạn có thể để lại email để mình sẽ gửi email cho các bạn nhá. Chúng ta kích vào đây. Ở phía đây các bạn này, có mấy nút này. Có chữ Exit Current nhá. Hình cái bút chì các bạn này, chúng ta kích vào. Ở đây chúng ta xóa đi ở chỗ này các bạn nhé. Chúng ta paste cái mã này vào. Ok nhé, chúng ta bấm ok này. Rồi sang Facebook này, chúng ta bấm F5 nhé, xem nó có giao diện cũ không. Ok chứ các bạn, rất là đơn giản đúng không các bạn. Đây bây giờ nó giao diện cũ rồi các bạn này, thấy chưa? Ở trên này nó xuất hiện một cái dòng để trải nghiệm phiên bản, mình có thể chuyển sang cái giao diện mới này các bạn này. Ok chưa? Tương tự như thế thì các bạn có thể trình duyệt Chrome nhá, hoặc là cốc nhá các bạn nhá. Thì mình cũng để cái đường dẫn ở phía dưới. Và rất là đơn giản. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ admin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Rồi, bye bye.